Tập 12. Quách công tử mời vào. Mời qua bên này. Nào mấy vị, mời qua đây. Mời ngồi. Không biết mấy vị đến từ quốc gia nào? Không biết tiên sinh từng du ngoạn những quốc gia nào? Những quốc gia ta từng du ngoạn không ít, nhưng chưa từng nghe thấy khẩu âm của mấy vị. Cô đến rồi sao? Ta đem mấy vị khách đến cho cô. Tiểu Tuyết, cậu chưa chết thật. Tốt quá rồi. Thật sự tốt quá rồi. Mình còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Quách Tư bảo mình có người đến thăm. Không ngờ lại là mấy người. Xem ra ta đưa họ đến đây quả nhiên không sai. Mọi người đến đây bằng cách nào? Anh ấy đưa mình đến. Ý cậu là xuyên không bằng cách nào sao? Tần Thượng, mau gọi đại phu. Tần Thượng, anh sao thế? Anh tỉnh lại đi. Đại phu, thế nào rồi? Vị công tử này bị thương ngoài da, bây giờ quá mũ, khiến cho sốt cao không hạ. Quá mũ? Vậy có nhiễm trùng không? Ở đây không có thuốc kháng sinh, làm sao bây giờ? Kế sách hiện giờ là phải chăm chú xung quanh vết thương, trạch một vết nhỏ, bỏ thuốc sợi vào, đồng thời uống thuốc thác sang, bổ khí huyết. Đại phu, ta là bạn thân của chủ nhân trong phủ, gia đình làm kinh doanh thảo dược, không biết có cần tại hạ cung cấp ít thảo dược không? Thảo dược bình thường rất khó giải mối nguy trước mắt, cứ xử lý vết thương trước đã. Chư vị, quá đông người rất dễ sinh ra vật bẩn, phiền chư vị ra ngoài chờ trước. Là tiếc cô nương, mặc dù đại phu nói không cần thảo dược, nhưng ta vẫn sẽ hỏi y sư trong nhà xem có thể giúp được gì không. Xin đa tạ. Cáo từ. Anh là... ta là bạn của Lạc Tịch, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ta cũng đến từ thế giới của Lạc Tịch. Hai người nói chuyện không cần e ngại ta. Nói mình nghe đi, rốt cuộc là thế nào? Sau khi cậu rời khỏi khởi quốc, đã trở về sao? Sau đó lại đến đây bằng cách nào?
sau khi trở về, mình vẫn luôn tìm cách trở về khỏi quốc, đưa cậu trở về. Nhưng sự việc trái ý nguyện, mình và Tần Thường đã xuyên không đến Anh Quốc. Ở đó đã gặp hoàng đế Anh Quốc Mộ Dung Vũ và đưa cả anh ta về. Sau đó chúng mình đã đi tìm đại sư tặng ngọc bội cho mình, muốn hỏi ngài ta có chỉ điểm gì không. Kết quả bị người ta phóng hỏa. Trong cơn nguy khốn đã xuyên không đến đây. Nếu như cứ gặp nguy hiểm là có thể xuyên không thì tốt biết mấy. Như vậy mọi người căng mình một nhát dao là chúng ta có thể xuyên không trở về. Tiểu Tuyết, cậu cũng không cần phải đơn độc một mình ở đây. Vết thương của Tần Thường cũng có thể khỏi. Nhưng mà nhưng mình thật sự không biết phải thế nào mới có thể xuyên không. Đã xử lý vết thương xong rồi, ba vị có thể vào thăm rồi. Đại phu, sao nãy giờ chưa tỉnh vậy? Tuy đã vệ sinh vết lở, nhưng dù sao cũng đã đóng mũ. Nếu cậu ta có thể hạ sốt thì không đáng lo. Còn nếu không được, vậy thì ông hãy nghĩ cách kê thêm ít thuốc. Tần Thượng chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Anh ta chỉ bị nhiễm trùng vết thương. Tuy ở đây không có thuốc kháng sinh, nhưng dùng thảo dược tiêu viêm thực ra cũng khả thi. Chỉ cần xử lý vết thương hợp lý thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng rồi Tiểu Tuyết, cậu giúp mình lấy một chậu nước được không? Lúc ở bệnh viện, mình hay thấy người nhà bệnh nhân giúp bệnh nhân bị sốt lau người hạ sốt. Mình nghĩ chắc sẽ hiệu quả. Được, mình bảo tỷ nữ chuẩn bị ít nước lạnh, rồi chuẩn bị thêm ít giải sạch. Vậy ta xin cáo từ trước. Cảm ơn ông. Mộ Dung Vũ, anh là hoàng đế Anh Quốc 200 năm sau. Tại sao anh cứ luôn quan sát tôi? Cô và một vị cố nhân của ta tướng mạo rất giống. Là tướng mạo giống nhau hay tôi chính là cố nhân của anh? Sao cô nói vậy? Lúc mới gặp tôi, Lạc Tịch buộc miệng nói ra, nói tôi vẫn còn sống, dường như tưởng rằng tôi đã chết. Vả lại mọi người hoàn toàn không kinh ngạc tại sao tôi lại sống được từ khởi quốc cho tới giờ. Tôi chỉ có thể đoán mấy người đã từng gặp tôi ở một triều đại khác. Vừa rồi Lạc Tịch kể về những chuyện đã trải qua, ngoài việc nhắc đến khởi quốc, thần quốc, còn nhắc đến An Quốc của 200 năm sau. Vậy là có phải mọi người đã gặp tôi của 200 năm sau không? Đúng. Lạc Tịch không đề cập đến chuyện này. Có lẽ là hy vọng có thể đưa cô đi từ đây. Nếu thành công thì sẽ không còn tồn tại cô của 200 năm sau nữa. 200 năm sau tôi sẽ chết sao? Hoàng tỷ Băng Tuyết thông minh, hoàng tỷ 200 năm sau, cô là hoàng tỷ của ta.
Cậu chưa chết thật. Tốt quá rồi. Mình còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa. Hai trăm năm sau, cô là hoàng tỷ của ta. Tần thượng, xin lỗi nhé. Tôi không hiểu vì sao cứ suốt ngày làm liên lụy người khác. Lúc xuyên không đến Khởi Quốc, liên lụy Tiểu Tuyết phải ở lại đó. Ở An Quốc lại liên lụy Tiểu Tuyết chết uổng. Lần này lại liên lụy anh phải bị thương. Anh còn nhớ không? Trước khi tôi từng kể với anh, năm 15 tuổi, tôi từng bị tai nạn. Lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã chết. Về sau mẹ tôi đã tìm một đại sư, xin được cái ngọc bội này, đeo nó vào là tôi tỉnh lại liền. Sau đó tôi vẫn luôn đeo nó, bình an vô sự. Nhưng những người xung quanh thì lại không may mắn như vậy. Có thể là nó đã giúp tôi chắn mọi tai họa, đem những chuyện xấu vốn dĩ phải xảy ra đến với tôi chuyển hết lên người khác. Nếu mày thực sự thiên như vậy, thì hãy coi anh ấy là chủ nhân của mày. Từ nay nếu còn có tai họa gì thì hãy đẩy hết lên ta. Ta không muốn làm liên lụy người khác nữa. Tần thượng, tôi thật sự rất hối hận. Nếu tôi không đến Khởi Quốc đưa anh qua đó, thì có lẽ bây giờ anh đã là một đế vương, hô mưa gọi gió, dùng dãy trên chiến trường. Nếu nàng không trở về Khởi Quốc, thì sao ta có thể gặp được nàng? Anh tỉnh rồi, được gặp nàng thì dù có phải chịu vết thương gấp 10 lần hôm nay, ta cũng không hối hận. Sao tôi lại ngủ quên? Ta không sao rồi. Nàng cả đêm không ngủ, mau về nghỉ ngơi đi. Không được, tôi phải ở bên anh. Không sao thật mà. Anh có cần uống chút nước không? Không cần. Nàng mau về nghỉ đi. Vậy được rồi. Vậy nếu anh có việc gì thì sai người đến gọi tôi một tiếng. Vậy tôi đi trước nhé. Anh nghỉ thêm một lát.
Tiểu Tuyết, Lạc Tịch, mình đến thăm Tần Thượng, anh ấy tỉnh chưa? Vậy thì tốt rồi. Hôm qua Mộ Dung Vũ bảo mình mọi người từng gặp mình ở 200 năm sau, mà lúc đó mình đã chết. Cậu đừng lo, lần này mình nhất định sẽ nghĩ cách đưa cậu về. Sống chết có số, không cần miễn cưỡng. Tiểu Tuyết, cậu lạnh lùng tới độ ngày càng làm người ta khó thấu hiểu. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, mình giúp cậu chăm sóc Tần Thượng. Khoan đã, Tiểu Tuyết, mình không biết thời gian qua rốt cuộc cậu đã trải qua những gì, nhưng Tiểu Tuyết mà mình biết rất nhiệt tình. Cậu ấy sẽ quở trách mình vì mình vô tâm với bạn cùng phòng, còn giúp mình cùng nhau nhận lỗi. Cậu ấy tốt với tất cả mọi người, cậu ấy quan tâm mọi người, cậu ấy mong tất cả mọi người đều được vui. Mình có thể cảm nhận được nỗi cô độc, không vui trong lòng cậu. Mình hiểu cả. Cậu chỉ tỏ ra tâm tĩnh như nước thôi, vì cậu sợ sau khi gắn kết với người khác sẽ thất vọng thêm lần nữa. Con người sẽ thay đổi. Từ khởi quốc đến thần quốc, mình đã sống hơn 400 năm rồi. Khi một người chứng kiến hết mọi cuộc tàn sát trong 400 năm, nhìn thấu sinh tử, thì thâm tâm người đó dĩ nhiên sẽ rất khó lay động. Nhưng trải qua biết bao sinh tử bi quan, mình vốn tưởng bản thân sẽ không còn tình cảm nữa. Nhưng mỗi lúc mình ở một mình, lại luôn nhớ về những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. Lạc Tịch, mình nhớ nhà rồi. Lạc cô nương, cô tỉnh rồi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Cô nương mệt quá, ngủ suốt một ngày. Một ngày? Tôi ngủ lâu như vậy sao? Tiểu Tuyết đâu? Tần Thượng vẫn ổn chứ? Cô nương cứ việc yên tâm, Tần công tử đã qua cơn lo ngại, tiểu thư đang chăm sóc cho ngài ấy. Vậy thì tốt. Ta đang chuẩn bị đưa mọi người một ít điểm tâm và một ít thuốc bổ cho Tần công tử, không ngờ lại gặp được ở đây. Các người mang điểm tâm và thuốc đưa đến phòng của Tần công tử đi. Dân, anh quá khách khí rồi. Nào, mời ngồi. Lạc Tịch cô nương, cô cũng bị thương rồi. Không sao, đây là vết bớt thôi, sinh ra đã có rồi. Hôm qua lúc Tần công tử bị thương, ta có nghe lời nói của Lạc Tịch cô nương có chút kỳ lạ, ví dụ như thuốc kháng sinh. Cái đó à? Đó là thứ đồ ở nước ngoài chúng tôi dùng. Anh không hiểu đâu.
Lúc ta còn niên thiếu, cũng đã từng đi qua nhiều quốc gia. Nhưng mà có rất nhiều lời mà Lạc Tịch cô nương nói ta thật sự mới nghe lần đầu. Tối qua ta vẫn đang nghĩ, Lạc Tịch cô nương nói mình là người nước ngoài, chắc không phải mượn cớ chứ. Hay là Lạc Tịch cô nương là đến từ thế giới khác. Quách công tử thật biết nói đùa. Anh đừng nói, anh cũng khá hài hước đấy. Nếu như Lạc Tịch cô nương đến từ thế giới khác, nói những chuyện mà ta không biết cũng rất bình thường. Quách công tử đến rồi. Không có việc gì nên đến thăm mọi người. Xem có chuyện gì cần giúp đỡ không. Hai người có chuyện cần bàn, ta không làm phiền nữa. Cáo từ. Hắn ta vừa nói với nàng gì vậy? Quá thông minh rồi, lại có thể đoán ra được chúng ta đến từ thế giới khác. Lạc Tuyết và hắn ta qua lại đã lâu, ta có thể tìm cô ấy nghe ngóng một chút. Quách Tư phái người đưa đến cho Quỳnh một ít thuốc bổ, đã sắc lên rồi, để ta bón cho Quỳnh một ít. Nếu nói ra, có lẽ cô có chút khó hiểu. Nhưng ta từng ở Hải Quốc gặp cô rồi, cũng từng ở An Quốc 200 năm sau gặp cô ở đó. Ta biết, ta đã nghe Mộ Dung Vũ nói đến chuyện này. Anh thức cháo trước đi. Đợi chút, để tự ta. Tiểu Tuyết, để mình làm cho. Vất vả cho cậu rồi. Đưa tôi. Mở miệng. Nàng sao vậy? Tôi đang nghĩ, Tiểu Tuyết chăm sóc cho anh như vậy, có phải đối với anh có... Anh còn cười nữa. Anh không sao chứ? Còn dám cười? Còn cười tôi không cho anh ăn nữa. Không cười nữa. Ta phát hiện, lúc ta bị thương, nàng mới hiếm khi dịu dàng với ta. Ta thật sự hy vọng vết thương này mãi không khỏi, thì nàng có thể mãi mãi đối xử với ta như thế này. Anh mau rút lại lời nói đi. Có ai tự nguyện rủ mình chứ? Đúng rồi, anh dạy tôi một số chiêu thức để phòng thân đi. Vậy không cần anh cứ phải bảo vệ tôi suốt. Nói không chừng tôi lợi hại rồi còn có thể bảo vệ được anh nữa. Dựa vào nàng. Tôi thì sao nào? Anh xem thường tôi. Bây giờ anh đã biến thành thế này rồi, còn chưa chắc đánh thắng được tôi đâu. Nào nào, ta nằm xuống như thế này, nàng chạm được vào cổ ta xem như nàng thắng. Đến đi. Anh nói đấy nhé. Đến thì đến. Đáng ghét. Anh đừng đùa nữa. Không biết có thể làm phiền cô một chút không? Vị quốc công tử đó quen biết với cô như thế nào? Sao đột nhiên hỏi vấn đề này vậy? Ta chỉ là tò mò thôi.
Nhà huynh ấy có buôn bán thuốc, vì vậy có chút qua lại với ta. Huynh ấy thích uống rượu. Chỗ này của ta có nhiều rượu ngon tự dưỡng, vì vậy huynh ấy thường xuyên đến đây. Có những lúc cùng ta chơi cờ. Thời đại này không có nhiều trò chơi lúc rảnh rỗi. Chơi cờ là cách duy nhất để tôi có thể tiêu khiển. Hiếm khi gặp được đối thủ chơi cờ, vì vậy dần dần trở thành bằng hữu. Huynh ấy vừa dò hỏi Lạc Tịch, hỏi xem chúng ta có phải là từ thế giới khác đến hay không. Cũng có thể là ta đa nghi, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì chúng ta đến phủ của cô cũng là do huynh ấy chỉ đạo. Ta lo lắng huynh ấy có dụng tâm khác. Anh nói không sai. Mặc dù Quách Tư không có ác ý, thì ở chỗ ta cũng có quan hệ thân thiết với huynh ấy. Vốn dĩ ta có cơ thể bất tử, thì không thể ở một nơi quá lâu. Cứ mỗi 10 năm ta sẽ chuyển một nơi ở mới, để tránh cho người khác hoài nghi. Cẩn thận sẽ tốt hơn. Đợi Tần Thượng hồi phục thì chuyển đi khỏi nơi này. Tiểu thư, tiểu thư, đừng cuống, từ từ nói. Ngoài phủ có rất nhiều quan binh. Tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều quan binh, bao giờ cả phủ lại rồi. Gì cơ? Để tôi ra xem thử. Nàng cẩn thận đó. Mở cửa. Nơi này che giấu nghi phạm, bổn tướng phụng lệnh đến truy nã. Ta luôn làm ăn trong sạch, khách đến nhà toàn là thương nhân ở đây. Ở đâu ra có chuyện che giấu nghi phạm? Vậy kẻ mặc y phục kỳ quái này là ai? Là bằng hữu đến từ phiên bang của ta. Có vấn đề gì không? Bằng hữu phiên bang. Ta chưa từng nghe phiên bang nào mà ăn giận thế này. Trước khi xác nhận thân phận của các người, bất cứ ai cũng không được rời khỏi phủ. Tiểu Tuyết, sao thế này? Đưa cô ta đi. Ai dám đụng vào cô ấy? Tránh ra. Các người làm gì vậy? Thả ta ra, bỏ tôi ra. Lạc Tịch, Lạc Tịch, Tiểu Tuyết, ta không có ý làm hại các người. Bình tĩnh lại đã, đừng kích động. Bỏ ra. Rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Ngoan ngoãn đi. Bỏ tôi ra. Ngoan ngoãn đi. Làm gì đấy? To gan. Hoàng thượng đang ở đây còn không quỳ xuống. Miễn đi. Quách Tư, đây là tẩm cung của trẫm. Anh chính là hoàng thượng. Anh còn giờ làm người bán thuốc làm gì? Vừa rồi người bao vây nhà Tiểu Tuyết cũng là anh sao? Anh muốn làm gì? Trẫm chỉ muốn nói chuyện với các người. Nói chuyện? Anh làm ầm ĩ bao vây nhà người ta chỉ để nói chuyện ư? Nếu không phải người bạn kia của cô quá cẩn thận, thì trẫm cũng không muốn dùng cách này để tìm cô. Ý anh là Mộ Dung Vũ? Hắn dường như rất đề phòng trẫm, không muốn trẫm nói chuyện với cô, cho nên trẫm chỉ đành bắt ép đưa cô tới. Vậy anh muốn nói cái gì? Nói trẫm biết hướng đi của thần quốc. Tôi không biết anh đang nói gì. Hướng đi của thần quốc gì chứ? Sao tôi biết được? Đương nhiên là cô biết. Anh nói bậy gì thế? Hôm đó cuộc nói chuyện của các người ở đây trẫm đã nghe cả rồi. Quách Yến là hoàng đế thời cuối của thần quốc, tại vị được 2 năm cũng tạo nên được hưng thịnh, nhưng vì sức khỏe yếu ớt qua đời khi còn trẻ. Sau đó đệ đệ Quách Hiệp kế vị, bị triều thần mưu quyền xoán ngôi.
Trầm thường di phục suốt tuần ở bên ngoài, trí tuệ và lời lẽ của Lạc Tuyết, còn cả phục sức mà cô ấy thu thập, khiến Trầm nghi ngờ lai lịch của cô ấy không đơn giản. Chỉ là cô ấy quá cẩn trọng, gần như không có sơ hở. May mà ông trời cho Trầm gặp được các người. Cách ăn mặc của các người vô cùng giống với phục sức mà Lạc Tuyết lưu giữ, còn cả đồ vật mà hôm đó cô dùng, cộng thêm việc xuyên không mà các người nói tới, khiến Trầm càng thêm chắc chắn các người đến từ thế giới khác. Tôi nói rồi mà, chúng tôi là người nước ngoài. Họ đưa Lạc Tịch đi làm gì vậy? Người đó nói Hoàng Huynh. Có lẽ những người này được Hoàng đế đương triều sai đến. Hoàng đế đương triều Quách Yến. Nếu là thế, có khi nào là khi mọi người đến Thần Quốc ăn mặc kỳ quái đã thu hút sự chú ý của người ta, cho nên đã báo lên Hoàng thượng không? Nếu chỉ là ăn mặc kỳ quái thì cũng không kinh động đến Hoàng thượng. Có khi nào là các người Quách Tư thăm dò Lạc Tịch có vấn đề? Nếu như hắn và triều đình có liên quan, lại đoán ra Lạc Tịch đến từ thế giới khác, nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng có lý do gặp Lạc Tịch. Nếu như các người nói là đương triều Hoàng đế chỉ thị, vì hắn ở trong triều có lẽ không có thế lực, hắn sai người nhốt chúng ta ở đây mà không phải dẫn vào cung hay vào ngục, vậy trong triều có lẽ có thế lực lớn hơn khống chế hắn. Không ngờ ngươi suy nghĩ tỉ mỉ như thế. Nếu như những chuyện trong cung đình đều không hiểu, sớm đã chết trong tay người khác rồi. Ngươi nghĩ không sai. Theo tình hình ta tìm hiểu, Quách Yến mặc dù thiên tư thông minh, nhưng lúc bất đắc dĩ kế vị, thiên hạ đã loạn, triều cục rối ren. Bây giờ nắm giữ đại quyền triều đình lại là tướng quân Đổng Thành. Triều cục như thế, có lẽ hắn sẽ luôn phái người ra ngoài, mong rằng kết giao với thế lực ở ngoài triều. Xem ra Quách Tư chắc chắn là người trong triều. Hắn tiếp cận cô, có lẽ là nhìn thấy cô có điểm khác người thường. Hy vọng cô giúp ích cho triều đình. Là tôi sơ suất rồi, đều tại tôi cả tin người khác. Bây giờ hắn tìm riêng Lạc Tịch, có lẽ là hy vọng có được nhiều tin hơn. Trẫm là vua một nước, đương nhiên là hy vọng biết được quốc vận để triều chính ổn định, bách tính an khang. Nói bản thân thật là vĩ đại ghê. Nhưng mà xin lỗi, tôi không thể nói cho anh. Nếu cô không nói, cái mạng nhỏ của cô Trẫm không thể giữ. Anh đừng có ở đây uy hiếp tôi. Cho dù anh giết tôi, tôi cũng sẽ không nói. Cô không quan tâm tính mạng của mình, vậy người khác thì sao? Ngươi muốn làm gì bọn họ? Còn không phải nằm ở cô sao? Được. Anh không phải muốn biết quốc vận hay sao? Tương lai anh sẽ bình định thiên hạ, quét sạch gian thần trong triều, trở thành minh quân một thời, thiên thu vạn năm, nhất thống thiên hạ. Tôi chỉ biết được như vậy. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Nói dối. Thế 200 năm sau sao lại có hoàng đế tên là Mộ Dung Vũ? Trẫm nhớ các người từng nói ở đây, Trẫm chỉ tại vị 2 năm. Đệ đệ của Trẫm Quách Hiệp sau khi kế vị không lâu sau đã mất giang sơn. Đưa đồ đây, Trẫm tự mình xem. Không được, đây là thiên thư, anh xem không hiểu. Tôi nói rồi, anh không dùng được. Tôi nói làm sao mở ra? Thật ra anh rất thông minh, nhưng anh đoán nhầm rồi. Chúng tôi là thần tiên, tôi là thần nữ. Vì rồi thứ anh cầm trên tay là pháp khí, cho nên anh tốt nhất đừng chọc giận chúng tôi, tránh chọc giận bản thần nữ, khiến cả quốc gia anh gặp xui xẻo. Thần nữ, pháp khí ở trên tay của anh không tin, tôi cũng hết cách.
Trẫm cho rằng đây không phải pháp khí. Dạy trẫm làm sao sử dụng nó. Bằng không, trẫm sẽ giết cô. Sau khi mở ra, phải nhập mật mã. Thú vị, lại có vật thần kỳ như vậy. Tôi 怎会如此